bật cái máy bơm. Bắt đầu bơm đã mở lên, nước đã chảy ra ha. Thì các bạn biết là ở đây là cái đo lưu lượng của chúng ta nó đang đo ở một cái lưu lượng đó là 11 khối. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. À, ở đây là 11 khối nhé. Nó nằm giữa số 12 với số 10.